Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, năm 2021, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt khoảng 5-6%. Năm 2021, Cục Chăn nuôi đặt mục tiêu sản lượng thịt các loại đạt khoảng 5,7 triệu tấn, trong đó thịt lợn đạt 3,67 triệu tấn, thịt gia cầm đạt 1,5 triệu tấn, thịt bò đạt 395.000 tấn, sản lượng trứng đạt khoảng 15,6 tỷ quả và sản lượng sữa đạt khoảng 1,21 triệu tấn. Cục Chăn nuôi sẽ tiếp tục triển khai phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm và dập tắt ngay những bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện còn trong phạm vi hẹp như viêm da nổi cục trên châu bò, tích cực phối hợp xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nhất là vùng nguyên liệu phục vụ cho xuất khẩu.